Nhận định West Ham với West Brom, 1 giờ ngày 20 tháng 1, vòng 19 giải Ngoại hạng Anh. Sức bật từ thế chân tường hứa hẹn đủ để West Brom giành 3 điểm trước ngựa ô West Ham. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. West Ham là một trong hai ngựa ô của Ngoại hạng Anh 2020-2021. Đội còn lại là Aston Villa. The Hammers giành tới 29 điểm sau 18 trận, bằng với Chelsea và chỉ kém 5 điểm so với nhóm 4 đội dẫn đầu. Trước màn so tài với West Brom, West Ham trải qua chuỗi 4 trận bất bại thuộc khuôn khổ Premier League. Dàn cầu thủ do huấn luyện viên David Moyes dẫn dắt thu về 8 trên 12 điểm tối đa từ 4 trận không thua liên tiếp vừa rồi. Trong khi đó, West Brom là một trong 3 đội thuộc nhóm cầm đèn đỏ. Tân binh này chỉ giành 11 điểm sau 18 trận và xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng. Trước khi chạm trán West Ham, West Brom đã đánh bại Wolves với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp The Albion chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sam Allardyce. Điều đáng nói, West Brom đánh bại Wolves ngay trên sân khách và bị dẫn 2-1 sau hiệp 1. Chiến thắng này một lần nữa chứng minh cho sự đáng sợ của một tập thể khi bị dồn vào thế chân tường. Quyết tâm trụ hạng có thể khiến West Brom thi đấu hiệu quả hơn và xóa nhòa mọi con số thống kê. The Albion hứa hẹn tiếp tục thể hiện được sức bật ấy để giành 3 điểm khi rời London Stadium. Dự đoán tỷ số West Ham 1-2 West Brom.